Chào các bạn, mình trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết con quên vì sao này. Cái đầu tiên mình muốn nói đây là nó rất là mượt. Rất là mượt. Bạn thấy không? Mình dùng lực một tí mình có thể đẩy M2 lên rồi. Không phải chê chứ mấy con gan mà mình mới mua thì nó cũng không có đẩy được M2 vậy đâu. Đó là về phần speed, còn phần cắt góc thì mình thấy con này nó cũng có nhiều điểm hay cho nên mình muốn đánh giá lâu một tí để mình có những cái đánh giá chính xác nhất, nên mình làm video đánh giá chi tiết này hơi bị trễ một tí. Các bạn sẽ thấy được rằng là con này cắt góc cũng khá là ngon. Cái điều này không cần bàn nhiều nữa. Bởi vì cái cúp trên thị trường hiện nay á thì đa số là đều có thể cắt góc 45 độ được. Và con Gan 357 là cúp đầu tiên khơi mào ra cái trò cắt góc lớn như thế này. Các góc ngược con visa này cũng visa cũng rất là tốt này. Thì tiếp theo là về cái phần sticker thì may mắn là nó không giống con Outlong GT, nó được xài sticker Hepride như thường lệ của Moju, rất là sáng. Mình có thể lúc được dễ dàng. Thì cái này mình dễ nhận biết hơn cái sticker thường một xíu. Đó. Rồi bây giờ sẽ mình đến phần gì đây ta? Giờ mình sẽ đến cái phần về cảm giác. Thì con này mình thấy nó hơi giống Meijin. Vâng đúng rồi, giống Meijin. Vì mình test được hai, mình test thử hai con thì mình thấy hai con nó y chang nhau luôn. Nhưng mà nếu mà mượt á thì chắc Meijin sẽ mượt không bằng. Meijin chắc mượt sẽ không bằng đâu. Con này nó mượt hơn. Đó. Rồi còn về cái phần cấu trúc á thì mình mới đầu mình không tin, nhưng mà sau khi mình gỡ ra thì mình mới biết cái cấu trúc mà nó như là nó ở bên trong là nó sẽ bị nó sẽ bị dạng như là nó rỗng ở bên trong á, thì là cấu trúc này là của mấy cái con của Meijin hay là Yuijin nữa là đều xài cái loại này, hình như Meijin thôi thì phải. Thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ làm cúp mình nhẹ hơn, rất là nhẹ, vì ở trong nó không có ai. Còn nhưng mà các bạn lưu ý là cái chỗ chân ở đây nè, cái chân gốc ở đây này, nó sẽ hơi lỏng một tí, đó là các bạn phải lưu ý. Nhưng mà nó lỏng như vậy thì cũng không sao hết.
Tại vì ủa lộn, xin lỗi, cái chân ở đây nó làm vậy thì nó sẽ bị mỏng đi, thì mình lo sợ là nó sẽ bị gãy chân gốc, gãy này ra nè. Nhưng mà cái đó là chuyện tương lai, còn chuyện bây giờ thì tính bây giờ này. Còn về cái về cái gì ta, về cái kho của nó đây, các bạn có thể thấy kho nó thì hơi lai về con Gans 357, mỗi tội là nó không có trong thôi, mình thấy như vậy. Kho con này về cái hình bên ngoài thì nó giống Gans 357 nhưng mà nó không có được trong, cái này màu xanh còn Gans là màu đen. Trong Gan Gan trong còn con này màu xanh. Con này á, thì mình mua về mình đã để nguyên ốc vậy luôn, vì mới đầu mình mua mình thấy nó lỏng quá, nhưng mà mình chơi khoảng vài tiếng thì mình thấy nó cũng được, không sao, cái này nó hợp tay với mình. Về phần về cái phần kiểm soát đó thì mình có một cái chia sẻ như thế này. Khi nếu như mà mình mua gan á, mình xài á, mới đầu là mình có hơi hơi quen tay, nhưng mà sau đó thì mình dạng như mình bị hỏng ST thì mình phải mình phải dùng cái con khác, ví dụ như Dancin, con gì mà cắt gốc cùi cùi một tí đó mình liền này. Nhưng mà cái con mà thực ra mình vừa luyện lại ST mà mình vừa luyện lại cái kiểm soát của mình luôn, vì con gan nó nhanh quá. Nhưng mà cái con này á thì mình quay chậm á, thì bạn thấy là nó trơn nhưng mà nó vẫn có cái độ khựng này, khiến cho nó có thể kiểm soát tốt. Ví dụ mình đang quay thì mình muốn dừng lại cái thì nó vẫn được. Còn gan thì hơi khó, bởi vì cái tầng ngoài của gan thì nó nhẹ quá cho nên mình đẩy một cái nó đi luôn. Còn mấy cúp của Moju hay là cái hãng khác thì họ sẽ làm nó sức nặng nó dùng đều ra bên ngoài. Còn gan là sức nặng nó sẽ dồn vào trong, cho nên cái tầng ngoài thấy rất là nhẹ, quay nhanh. Còn con này thì không có, con này là nó nặng đều. Cái nặng đều này nó cũng kéo theo một cái là khi mà mình chơi cái cúp á, thì mình sẽ thấy là ví dụ mình con tan long hay là con ao long GT là nó là cũng thuộc dạng là khá nặng, nhưng mà mình cầm những con đó xong thì mình cầm con này mình thấy nó cũng vậy. Còn con gan là nó cũng thuộc lại là rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình cầm gan và mình cầm này xong thì mình thấy nó cũng vậy luôn. Nghĩa là con này là cái như là cái cân nặng, cái khối lượng của nó thì nó sẽ dồn, nó sẽ ở hơi hướng là nó giữa giữa, cho nên mình cầm cúp nào xong mình cầm lại nó cũng thấy nó rất là hài hòa với tay của mình. Và một điều nữa là dù các bạn chơi nhanh, mình trước giờ mình vẫn thiên về cái lối chơi tốc độ, nhưng mà mình có thử con tan long thì mình thấy dùng lực rất là nhiều, và cái đó là nó
Thiên về cái lối là vững chắc tí, chứ nếu như mà chậm thì không phải đâu. Nó thiên về cái lối là nó như là kiểm soát tốt. Còn con này thì mình, nếu như mình thích thì mình chơi kiểm soát thì vẫn tốt, mà mình chơi kiểu tốc độ vẫn tốt. Nghĩa là con này nó phù hợp với lại đa số các lối chơi. Thì với cái tầm giá là khoảng 230 đổ xuống, tại vì mình mua 230 và có nhiều shop bán 201, mà kẹt cái lúc mà mình mua thì nó lại hết hàng, nó rất là chết trêu. Thì với cái tầm giá này thì mình nghĩ là đây là một con cúp thì cũng rất là tốt, nhưng không muốn nói là mình nghĩ các kênh review nước ngoài nói là đây là con 3x3 tốt nhất, thì mình nghĩ là họ cũng có những lý do riêng để họ nói như vậy, và chính mình cũng hơi hơi thấy vậy, tại con này nó quá tốt mà. Lần tới nếu mình mượn hoặc là mình mua được con Tornado thì mình sẽ so sánh nó với con này để xem con nào sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình.